Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách dùng thuốc trừ sâu COBURP 200WP ATT để diệt sâu bỏ hiệu quả nhé. Đây là loại thuốc được rất nhiều bà con nông dân mình tin dùng. Trước khi bắt đầu, nhờ chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang, quần áo kín đáo để đảm bảo an toàn nhé. Đừng quên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì sản phẩm nữa. Để pha thuốc, bạn lấy 20g thuốc hòa tan vào 16 lít nước, khuấy đều tay cho thuốc tận hết. Lưu ý là nên dùng thuốc ngay sau khi pha để hiệu quả được tốt nhất. Tiếp theo, dùng bình xịt đều thuốc lên cây trồng đang bị sâu bọ tấn công. Nhớ xịt cả hai mắt lá để thuốc tiếp xúc trực tiếp với sâu bọ. Tốt nhất là nên xịt thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh trời nắng gắt làm giảm tác dụng của thuốc. Xịt thuốc xong, nhớ rửa sạch bình xịt và cất thuốc ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Quan trọng nữa là sau khi xịt thuốc, bạn cần theo dõi tình trạng sâu bọ trên cây. Nếu thấy cần thiết, có thể xịt nhắc lại sau 7-10 ngày để diệt trừ sâu bọ triệt để. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng thuốc COBURP 200WP ATT rồi. Nếu có thắc mắc gì, cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hữu ích khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Dorplant.vn